Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh thông tin của mình. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các mọi người cách thức mà sử dụng một cái phần mềm họp trực tuyến của Microsoft Teams. Phần mềm này thì do Microsoft phát triển và hiện giờ cũng được sử dụng khá phổ biến. Thì hy vọng rằng là đối với cái hướng dẫn hôm nay thì mọi người có thể nắm bắt thêm một cách thức sử dụng. Thì đối với phần mềm này thì người chủ tọa sẽ gửi cho bạn một cái email. Và trong email đó nó sẽ có một cái đường link đó là một cái đường link như thế này, thì mọi người tham gia cuộc họp thì cứ vào cái cuộc họp đúng đúng giờ thì chúng ta sẽ có thể là thực hiện được các cách thức mà chúng ta đăng nhập. Thì mà cái lúc đầu tiên chúng ta click vào đây ạ, thì giao diện nó sẽ hiện ra một cái giao diện như thế này. Thì ở đây chúng ta có một số cái lựa chọn mà mọi người cần lưu ý. Đầu tiên là nếu chúng ta chưa có cái Windows app, tức là chúng ta muốn sử dụng Windows app thì chúng ta cứ download cái Windows app về. Hai là chúng ta có thể là mở một cái YouTube của app của mình, tức là mình đã cài đặt rồi thì mình mở tại đây. Còn nếu mà mọi người thấy rằng là đây là không phải là một cái phần mềm mà phổ biến trong các quá trình các cuộc họp của mình và mọi người muốn xài trực tiếp trên trình duyệt thì chúng ta sẽ chọn cái phần mà Continue on this browser. Đó, chúng ta click vào đây thì mình hiện giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách thức mà sử dụng đơn giản nhất là chúng ta sẽ sử dụng trên Continue this browser. Chúng ta click vào. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ nhập cái thông tin của chúng ta vào. Đầu tiên chúng ta nhập thông tin vào. Mọi người là thấy là camera chúng ta đã hiện lên thấy không? Ta nhập tin vào. Tên của chúng ta thấy không? Thứ hai là chúng ta sẽ cài đặt. Cài đặt ở đây thì mọi người lưu ý, giùm ạ. Đó, chúng ta thứ nhất là chọn cái speaker, thì là cái loa bên ngoài, cái microphone hiện giờ thì mình đang xài một cái mic ngoài giống như trên màn hình mọi người đang thấy á. Một cái camera thì mọi người chọn cái camera. Đó, thì khi chúng ta đã lựa chọn như thế này ha, chúng ta vô là lựa chọn thế này. Đó, sau khi chúng ta đã lựa chọn thông tin hình ảnh âm thanh vào thì chúng ta bấm vào Join Now. Join Now thì chúng ta sẽ tiến hành đi vào và chúng ta sẽ đợi chủ tọa vào thì chúng ta sẽ bắt đầu vào được. Đó, thì quá trình đợi chủ tọa vào thì nó phụ thuộc vào cái người mà đã tạo cái phòng họp này. Thì nếu mà người vào phòng họp này vào thì chúng ta mới có thể vào được cái cuộc họp. Việc chờ đợi này phụ thuộc vào cái chủ tọa. Như mọi người đã thấy thì trên màn hình của chúng ta thì bên chủ tọa cũng đã vào và vào cuộc tham gia vào cái cuộc họp của chúng ta, tham gia cuộc họp của chúng ta. Và cái góc bên tay trái của mình thì nó có hiển thị một cái màn hình của bản thân mình. Thì mình sẽ giới thiệu một số cái chức năng mà chúng ta sẽ sử dụng trong cuộc họp. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có cái nút là bật tắt camera. Tức là mọi người nếu giả sử thứ nhất là đường truyền chúng ta yếu, thứ hai là chúng ta không muốn hiển thị cái thông tin của mình lên. Đó, thì chúng ta hiển thị cái hình ảnh của mình thì chúng ta có thể bật tắt camera. Đó là cái vấn đề thứ nhất. Thứ hai là chúng ta có thể là bật tắt mic. Ha, bật tắt mic. Thì trong quá trình họp thì mọi người lưu ý rằng là tất cả những cái mic trừ cái mic của người nói thì chúng ta phải tắt đi để tránh cái âm thanh nhiễu đưa vào. Và bên cạnh đó là mọi người cần lưu ý một vấn đề thứ hai là cái loa và cái mic của chúng ta là phải cùng trên một thiết bị, nếu không thì nó sẽ nghe tiếng hú. Đó. Cái nút thứ tiếp theo cái bên đó là nút mà chúng ta có thể chia sẻ các cái hình ảnh và thông tin, chia sẻ các hình ảnh và thông tin mà giống như trong cái Google Meeting mà chúng ta đã thực hiện á. Đó, thì chúng ta sẽ có thể là chia sẻ. Ở đây thì chúng ta sẽ có nhiều các cái dạng chia sẻ khác nhau. Ở đây thì mình có thể chia sẻ về cái màn hình của mình hay vân vân. Tiếp theo nó là một cái nút ba chấm này, nó hiển thị tất cả những cái dạng mà chúng ta có thể tùy chọn chúng ta lựa chọn được. Ví dụ ở đây là chúng ta có cái lưới và các dạng lưới. Nếu mà chúng ta coi nhiều người thì chúng ta sẽ chọn các cái dạng lưới nhỏ lên. Xin lỗi là lớn lên thì nó sẽ cho chúng ta thấy rằng là nó tiêu điểm, tức là người nào nói thì nó sẽ hiển thị cái thông tin của người đó lên trên luôn ạ. Giống như mình đang nói thì nó sẽ hiển thị cái màn hình của mình lên. Nếu chúng ta chọn cái dạng tiêu điểm thế này, bất cứ ai nói thì nó cũng sẽ hiển thị lên cái màn hình chính của chúng ta. Như vậy thì chúng ta cũng sẽ dễ dàng trong quá trình mà chúng ta thực hiện và thao tác. Cái bên là một cái nút là
Giơ tay tức là khi mà chúng ta muốn phát biểu và chúng ta để cho chủ tọa thực hiện thì chúng ta sẽ bật cái nút giơ tay này lên, bật cái nút giơ tay này lên để chúng ta có thể là giơ tay phát biểu, giơ tay phát biểu. Thì bên chủ tọa người ta sẽ thấy cái nút tiếp theo là cái nút chúng ta sử dụng để chat. Ở đây thì chúng ta chẳng hạn như là chúng ta không có muốn là đứng lên phát biểu hay gì đó thì chúng ta sẽ nhấn cái nút chat á, nếu như vậy. Đó thì mọi người sẽ có thể chat với nhau bình thường. Cái nút kế bên là show những thành viên trong cái cuộc họp của chúng ta. Thì giờ chẳng hạn như thành viên của mình đang họp là nó đang có hai người. Đó thì chúng ta sẽ có thể là thấy được có bao nhiêu người đang tham gia vào cái cuộc họp của mình, của hình mình. Và cuối cùng thì chúng ta thấy là cái nút mà y chang cái nút mà tắt cái cuộc gọi của chúng ta, vậy là hai nút. Thì chúng ta khi chúng ta tắt cái này đi thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó thoát ra khỏi cái cuộc họp này, thoát ra khỏi cuộc họp này. Ở bên cạnh đó thì cũng có một số cái mẹo mà chúng ta cần lưu ý. Đầu tiên là việc mà thực hiện thì chúng ta chẳng hạn như mình, các bạn thấy rằng là cái màn hình của mình đang hơi bị lag thì chúng ta có thể tắt cái camera đây đi, tắt camera lên đi. Đó thì coi như là chúng ta chỉ là truyền âm thanh với nhau thôi, thì nó sẽ đảm bảo rằng là cái mạng của chúng ta sẽ vẫn có thể đáp ứng được. Thì trên đây thì mình đã hướng dẫn cho mọi người cách thức mà chúng ta thực hiện một cái cách thức vào một cái Microsoft Teams để tham gia một cuộc họp. Thì hy vọng là sẽ giúp ích cho mọi người trong quá trình mà thực hiện. Mọi thắc mắc thì mọi người cứ comment bên dưới cho mình và mình sẽ giải đáp cho mọi người. Chúc mọi người có một những cái cuộc họp mà tốt. Xin trân trọng kính chào.